Ba, bây giờ mấy giờ rồi ba? Ba. Chắc 9 giờ quá. Hả? Chắc 9 giờ tối rồi. Mình sẽ chưa hết phần nước gì ba? Chắc 9 giờ. Ơi. Em sẽ còn 2 phun nước gì ba? Chưa tới giờ phun. Chưa tới giờ ta phun. Nãy giờ phun con coi rồi mà. Đi con ơi. Đi. Đi 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 đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.